Chàng trai này đang sống một cuộc sống thanh nhàn vô lo vô nghĩa, đủ cơm ngày ba bữa với công việc sáng tác vớ vẩn. Bỗng một ngày không đẹp trời không có nắng thì bị Diêm Vương chuyển sinh vào một cái thế giới mới, bắt cậu phải thay đổi kết cục của nó. Chàng trai đen đủi đó tên là Lý Vũ Quả, con trai nối tông của Bá Kiến, được mệnh danh là vua bắt bướm. Tiếp tục tập trước, Lý Vũ Quả đang sửa lại và nâng cấp con khôi lỗi thì Cơ Vô Song vội vàng tìm tới, báo một tin không vui, hoàng thượng trúng độc hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu bị tam hoàng tử bắt giam vào đại lao, bây giờ cả triều đình thành một mớ hỗn độn. Lý Vũ Quả có giật mình một chút, nhưng cũng dễ hiểu vì Diệp Quỳnh đã bị cậu vạch trần một ít, làm hoàng thượng nghi ngờ dẫn đến hắn không còn đủ kiên nhẫn mà phải ra tay. Cơ Vô Song cầu khẩn Lý Vũ Quả ra tay, vì tam vương gia còn một ngày nữa mới có thể đến. Nếu hoàng đế băng hà, Diệp Quỳnh có thể lấy cái danh tam hoàng tử mà lên ngôi. Lý Vũ Quả hiểu vấn đề, lại sử dụng đến bộ não rát vàng của mình. Đến tối, Lý Vũ Quả dùng thuốc mê đánh gục hết lính canh bên ngoài tẩm cung của hoàng đế, bí mật đưa dược hoàng vào xem bệnh tình của hoàng thượng, dò xét một lượt. Dược hoàng phát hiện hoàng thượng trúng ly hồn chi độc, ba hồn bảy phách mất đi một nửa. Lý Vũ Quả vội vàng hỏi dược hoàng mất bao lâu để giải được nó, chí ít cũng nửa tháng. Dược hoàng báo giá, Lý Vũ Quả giật mình, thời gian lâu như vậy thì có mà toang. Lý Vũ Quả sực nghĩ ra, đề nghị dược hoàng khiến hoàng thượng tỉnh lại tạm thời. Ngày hôm sau, mọi người cứ tưởng hoàng đế bị trúng độc băng hà, Diệp Quỳnh cứ thế tự truyền ngôi cho mình. Không một ai dám cãi hắn vì trong tay Diệp Quỳnh bây giờ là thế lực của ngũ đại gia tộc, với vô vàn phi ưng tiêu dưới trướng. Diệp Quỳnh vui sướng khi được ngồi trên ngai vàng, thách thức tất cả thằng cu nào dám vênh mặt với mình. Hắn đang chuẩn bị thông báo để phô trương thanh thế thì Lý Vũ Quả bước tới, hiên ngang nói cu em mừng hơi sớm rồi đó. Lý Vũ Quả mang ra chiếc điện thoại có ghi hình sẵn video Diệp Quỳnh nói chuyện với nữ nhân sexy kia, qua đoạn ghi âm rõ nét được quay bởi con iPhone 14 Pro Max nét đến từng lỗ chân lông, thì mọi người đã biết được sự thật về tam hoàng tử bị đoạt xá bởi Diệp Quỳnh, và người trước mặt bọn họ không phải là tam hoàng tử mà chính là Diệp Quỳnh. Kế hoạch đã bị lộ, Diệp Quỳnh không biết phải làm như thế nào, dùng sức mạnh của mình để đè ép chứng cứ rõ ràng của Lý Vũ Quả. Diệp Quỳnh lệnh cho Phi Ưng Tiêu bắt Lý Vũ Quả lại. Nhưng lúc mà Phi Ưng Tiêu còn chưa ra mặt thì một nhân vật lớn khác xuất hiện, Hoàng thượng Nạp Lan Kiệt bật dậy, kêu tất cả dừng tay. Diệp Quỳnh hú hồn chim én, hỏi tại sao Nạp Lan Kiệt chưa chết, rõ ràng lúc mình hạ độc ông ta, ông đã lên đường giáp hồi sinh đâu. Nạp Lan Kiệt tức giận chửi Diệp Quỳnh, tên tiếp tay cho Diệp Quỳnh là gia chủ của Diệp gia vội vàng đến quỳ lạy xin lỗi Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Kiệt đã đang nóng, ông già này còn lòi mặt ra, Nạp Lan Kiệt thông báo Chu Di cửu tộc Diệp gia luôn cho máu. Tất cả đã bị bại lộ nhưng Diệp Quỳnh không thua, kêu Phi Ưng Tiêu tới giết luôn Nạp Lan Kiệt, công khai cướp ngôi tạo phản. Phi Ưng Tiêu quay Lý Vũ Quả và Nạp Lan Kiệt lại, Diệp Quỳnh cứ tưởng là hôm nay mình nổ hũ rồi, nhưng hắn vui mừng chưa được lâu, những mũi tên không biết từ đâu bắn vào người Phi Ưng Tiêu. Thì ra là Tam Vương gia Nạp Lan Thiết Long đã về, Diệp Quỳnh cắn răng cay đắng vì biết quân đội của Nạp Lan Thiết rất hùng hậu, Phi Ưng Tiêu của mình chỉ như trứng chọi đá. 36 kế chạy là thượng sách, Diệp Quỳnh xách dép lên định chạy nhưng lại bị Lý Vũ Quả phát hiện, nam chính vội vàng nhảy ra chặn đường Diệp Quỳnh, hai con hàng nóng lại va chạm vào nhau. Đình chỉ là Lý Vũ Quả nên Diệp Quỳnh rất tự tin, gọi Thâm Uyên Cự Khẩu ra, hả cái mồm to để thưởng thức bữa ăn mang tên Lý Vũ Quá. Cái mồm của Thâm Uyên Cự Khẩu như một cái hố đen, nó không có lực kéo mạnh, nhưng thứ mà nó hút lại cực kỳ quan trọng. Thâm Uyên Cự Khẩu chuyên đi hút tu vi, cho dù Lý Vũ Quả không bị nhai đầu thì một lúc nữa cũng sẽ thành một cái xác khô. À thế à, đột nhiên Lý Vũ Quả chuyển đổi trạng thái, rút cây Nhật Nguyệt đao ra khoác lên vai tự tin như kiểu chú cứ hút đi. Diệp Quỳnh chẳng hiểu cái khỉ gì. Lúc này Lý Vũ Quả mới thông não cho thằng cu em chưa học hết cấp 3, sao lại cứ ngu hoài vậy hả? Hút lâu như vậy rồi vẫn chưa nhận ra đây chỉ là một con khôi lỗi sao? Diệp Quỳnh hiểu ra, bộ mặt tức điên, cảm giác như muốn cắn tươi nuốt sống Lý Vũ Quả. Hắn để cho Thâm Uyên Cự Khẩu hút to vi của những Phi Ưng Tiêu gần nó, trực tiếp đẩy lớn sức mạnh của mình lên. Lý Vũ Quả không hề run sợ trước thứ bí pháp tà ma của Diệp Quỳnh, cậu dồn sức mạnh vào Nhật Nguyệt đao, chém một đường kiếm khí màu lửa lớn, đánh bật Diệp Quỳnh ra để hắn không hút được nhiều tu vi. Nhưng đòn kiếm khí vừa rồi của Lý Vũ Quả cũng bị Thâm Uyên Cự Khẩu hút, Diệp Quỳnh nhẹ nhàng lắm trộm sức mạnh của cú chém vừa nãy trong lòng bàn tay. Lý Vũ Quả không bỏ cuộc, vừa lao lên vừa gọi Thiên Thủ Chi Ma ra, Thiên Thủ Chi Ma cuốn những cái xúc tu của mình lại, đập thẳng vào người Diệp Quỳnh nhưng vẫn không thể phá vỡ lớp phòng thủ của hắn. Diệp Quỳnh tỏ vẻ khí phách khi thấy thứ tổn lượng của Lý Vũ Quả không thể chạm đến mình. Nhưng hắn đã sai, Lý Vũ Quả chỉ dùng cái kia để đánh lạc hướng Diệp Quỳnh, đợi lúc Diệp Quỳnh nhận ra thì Lý Vũ Quả đã ở ngay trên đầu hắn, chém một cú rất mạnh trực diện vào người Diệp Quỳnh. Diệp Quỳnh ăn một đòn nhất kích tất sát của Lý Vũ Quả thì phụt một ngụm máu lớn, một lần nữa bị Lý Vũ Quả đánh bại. Diệp Quỳnh bị tra tấn trong đại lao, Lý Vũ Quả là người trực tiếp cho hắn nếm cảm giác đắng cay ngọt bùi, nhưng nam chính không thể một chiêu kết liễu hắn vì Diệp Quỳnh biết được tin tức của chị em Vân gia, hắn lấy nó làm con tin để Lý Vũ Quả không thể làm hại mình. Lý Vũ Quả điên nhưng không thể làm gì, đấm cho Diệp Quỳnh vài cú nữa rồi hứa với hắn là sẽ tẩm quất chọn gói combo từng ngày một. Lý Vũ Quả quay đi, hẹn ngày mai lại gặp tiếp. Nhưng cuộc hẹn này không được như hẹn gặp lại quý vị của thời sự, một con quạ thần bí đã đến và giúp Diệp Quỳnh âm thầm thoát ngục. Một thời gian sau thì Nạp Lan Kiệt băng hà,
người lên ngôi thay ông ta là Nạp Lan Thiết, Lý Vũ Quả, Cơ Vô Song và rất nhiều ái thần khác phải quỳ gối trước Nạp Lan Thiết. Lý Vũ Quả nghĩ mà cay, Diệp Quỳnh vừa chạy mất, lão hoàng đế thì chết ngắt, còn Tam Vương gia này hôm nay lại đăng cơ, tình tiết mọi thứ càng lúc càng nhanh. Nạp Lan Thiết hôm nay lên ngôi, thông báo là mình có thưởng có phạt, đầu tiên ông ta thưởng cho Cơ Vô Song, đem cô ra lên làm gia tộc đứng đầu của ngũ đại gia tộc. Đến lượt Lý Vũ Quả, cứ tưởng cậu sẽ có phần thưởng ngon nhất, ai ngờ Nạp Lan Thiết lại gọi người bắt Lý Vũ Quả vào đại lao, nam chính chả hiểu làm thế này là có ý gì. Lý Vũ Quả ở trong tù, cậu không hề có một cuộc sống khổ cực như bao tù nhân khác, Nạp Lan Thiết đặc biệt cho cậu ăn ngon uống say. Nạp Lan Thiết làm thế này là vì muốn Lý Vũ Quả đến Đại Kim Quốc làm gián điệp điều tra. Lý Vũ Quả biết ý của Nạp Lan Thiết là muốn mình đi làm gián điệp nằm vùng. Cái chiêu cũ dích nên cậu không đồng ý. Người nhất định phải đi, bởi vì kẻ thù giết cha của người đang ở Đại Kim Quốc. Lý Vũ Quả giật mình. Nạp Lan Kiệt kể, năm đó cha người lãnh binh xuất chiến, đánh đâu thắng đó, nhưng nguyên soái của quân địch, Tư Đồ Một Thuật, lại bắt thái tử của nước ta đang cầm, lại còn uy hiếp chúng ta, ép cha ngươi vào chỗ chết thì mới thả người. Lúc đó Lý Quảng Nghĩa cha của Lý Vũ Quả chủ động xin đi giết giặc, đánh một trận xanh chín với bọn chúng, ai ngờ Tư Đồ Ngột Thuật quá mạnh, lại đồ sát 10 vạn đại quân, đến cả thi cốt của cha người cũng không tha. Tư Đồ Ngột Thuật đem thi cốt của cha ngươi về, chế thành dược cổ, giấu ở Đại Kim Quốc. Lời Nạp Lan Thiết kế có giọng đọc rất hay, nhưng nghe là biết dụ gà mờ. Lý Vũ Quả giả vờ tin hắn, tức giận căm thù Tư Đồ Ngột Thuật. Cậu quyết định sẽ tương kế tự kế để xem trong kế hoạch của Nạp Lan Thiết có ẩn giấu gì. Lý Vũ Quả xin Nạp Lan Thiết cho mình đi làm gián điệp nằm vùng ở Đại Kim Quốc. Trước khi đi thì làm Lan Thiết nhắc Lý Vũ Quả đến thăm vợ yêu Nạp Lan Mộng, vì bây giờ cô ấy đã là công chúa rồi, cũng nên đến tạm biệt một câu. Lý Vũ Quả đến phòng của Nạp Lan Mộng, hai bên chỉ nói một câu tạm biệt nhau thì làm sao mà đủ. Lý Vũ Quả và Nạp Lan Mộng chào nhau bằng những tình cảm có thể cảm nhận bằng tất cả các giác quan. Sáng hôm sau, lúc mà Nạp Lan Mộng tỉnh dậy thì Lý Vũ Quả đã lên ngựa chuẩn bị sang Đại Kim Quốc. Bạch Chỉ Phiến cũng muốn theo Lý Vũ Quả nhưng cậu nói không, ở nhà chăm sóc chị dâu đi. Lý Vũ Quả lên ngựa, hướng thẳng đến Đại Kim Quốc, hẹn một ngày không chăng không sao sẽ quay về. Chuyện chuyển cảnh, một đoàn báo đang bảo hộ cho một thầy thuốc tên là Vương Trừng, họ vừa đi vào rừng thì bị đạo tặc tập kích. Đoàn báo nhanh chóng bị những con hổ chính hiệu đàn áp. Vương Trừng thấy tình hình không ổn, tưởng rằng quả này đi chân lạnh toát. May sao có đại hiệp tới cứu, không ai khác ngoài Lý Vũ Quả. Vương Trừng ra ngoài gặp Lý Vũ Quả, vừa đối mặt với ông thì Lý Vũ Quả đã quỳ gối xin lỗi vì mình đã đến chậm trễ. Đầu tiên phải để dòng suy nghĩ của Lý Vũ Quả giới thiệu về Vương Trừng, ông ta là y tiên của Đại Kim Quốc. Lần này đến Yến Kinh là để chữa bệnh cho con gái Tư Đồ Ngột Thuật. Đây là cơ hội tốt để cậu theo chân ông ta vào phủ, để không bị Vương Trừng nghi ngờ. Lý Vũ Quả nói cha mình đã từng được Vương Trừng cứu, hôm nay đến báo ơn, nguyện vì tiêu sinh xuống dầu sôi xào biển lửa. Vương Trừng thấy được khí phách anh hùng của Lý Vũ Quả, đề nghị cậu đi theo mình đến Yến Kinh. Vậy là kế hoạch của Lý Vũ Quả đã thành công. Thật ra từ đầu người gọi đạo tặc tới chính là Lý Vũ Quả, để cậu còn ghi ơn vào trong lòng Vương Trừng, từ đó có cơ hội tiếp cận Tư Đồ Ngột Thuật. Lý Vũ Quả theo đoàn người Vương Trừng đến phủ Tư Đồ, vừa mới đặt chân xuống thì Tư Đồ Ngột Thuật đã chạy ra chào đón, vội vàng gọi Vương lão vào trong xem con gái mình đã hôn mê 7 ngày 7 đêm rồi. Mọi người vào trong gặp con gái của ông ta. Tư Đồ Ngột Thuật nhìn lướt qua một vòng thì thấy ánh mắt của Lý Vũ Quả rất là quen, nhưng không thể nhớ là ai. Vương Trừng vào trong và xem qua bệnh tình của Tư Đồ Ngột Vô Ưu, con gái của Đồ Ngột Thuật. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!